ngày 16 tháng 8, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động, bệnh nan y, hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hai doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành. Ông Nguyễn Phúc Linh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm trưởng đoàn. Đoàn đã đến thăm hỏi động viên và trao 9 suất quà tại công ty cổ phần thương mại Mai Việt Thành và 44 suất quà tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Buôn Cúc cho đoàn viên công nhân lao động bệnh nan y hiểm nghèo là 500.000 đồng một người và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là 300.000 đồng một người. Tại mọi điểm đến, đoàn gửi lời cảm ơn đến các doanh nghiệp đã tạo điều kiện cho công đoàn các khu công nghiệp thực hiện việc chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên công nhân lao động bị bệnh có điều kiện vượt qua khó khăn để làm việc tốt. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ kết hợp với các ban ngành triển khai công tác rà soát người lao động và gia đình người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp thuộc diện nghèo và cận nghèo, thực hiện chương trình hậu phương người lao động, hỗ trợ sinh kế vốn vay, chính sách về nhà ở, vươn lên thoát nghèo để người lao động yên tâm sản xuất, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đại diện các đơn vị doanh nghiệp bày tỏ vui mừng và cảm ơn khi đoàn đến thăm và trao quà cho đoàn viên công nhân lao động của đơn vị. Thời gian tới, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các công đoàn, các khu công nghiệp tỉnh, quan tâm và tạo điều kiện làm việc tốt cho người lao động.